đã quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của Fernibuy. Hôm nay mình xuất hiện trong video này là để giới thiệu đến bạn mẫu sofa FB021001. Bạn có thể thấy với vẻ bên ngoài sang trọng, đặc biệt và khá là ấn tượng của bộ sản phẩm này thì chắc hẳn bạn cũng đã lập tức muốn sở hữu chúng. Tuy nhiên, chúng còn cực nhiều sự tiện nghi mà mình tin rằng bạn chưa hề biết đến. Mình sẽ trải nghiệm thực tế về bộ sản phẩm này để bạn có thể dễ hình dung hơn về chúng. Như bạn có thể thấy, sản phẩm được trưng bày tại đây đó là một chiếc ghế sofa hình chữ L. Bộ sản phẩm này đang có mã là FB021001 và có giá bán niêm yết tại hệ thống cửa hàng của Fernibuy với mức giá chỉ 8.300.000. Để biết thêm được những thông tin cụ thể cũng như những chương trình khuyến mãi khi mua mẫu sofa này, bạn có thể truy cập vào website fernibuy.com. Như bạn có thể thấy, sản phẩm khá là ấn tượng với tông màu nâu. Với tông màu nâu này sẽ giúp không gian phòng khách của bạn tôn nên sự sang trọng, đặc biệt và khá là ấn tượng. Đồng thời, màu nâu còn là màu mang đến sự chỉnh chu tôn kính nhất. Với tông màu nâu này sẽ giúp bạn che giấu đi được những vết bẩn mà bạn chưa kịp làm sạch vệ sinh tức thời. Như bạn có thể thấy, sản phẩm được thiết kế với một chiếc ghế sofa hình chữ L. Với kiểu dáng này, bạn có thể kê chúng vào nhiều vị trí trong không gian phòng cách của mình. Ví dụ như chân tường, góc phòng hay sát cạnh vách ngăn, ban công đều rất là phù hợp. Đặc biệt, chúng còn giúp không gian phòng khách của bạn trở nên liền mạch và rộng rãi hơn. Như bạn có thể thấy, với kiểu thiết kế phần chân ghế, ni nóc và thấp, chắc hẳn bạn đang lo lắng đến việc khi kê chúng trong sàn gỗ hay nền gạch của mình sẽ bị chảy xước hay bong chóc. Thì Fernibuy đã khắc phục được hạn chế đó, đó là sử dụng những núm chân nhỏ ở dưới phần chân ghế này để giúp bạn khi kê hay vận chuyển lắp đặt sofa không bị chảy xước hay bong chóc sàn gạch. Trên đây là những đặc điểm về hình thức bên ngoài. Mình sẽ ngồi và trải nghiệm về chất lượng cũng như sự tiện nghi đích thực của chúng mang lại cho không gian phòng khách của bạn. Điều đầu tiên khi mình ngồi trên một ghế sofa, mình cảm nhận được đó chính là sự êm ái, thoải mái và rất là dễ chịu. Với phần nệm ghế được sử dụng nệm mút chuyên dụng dày dặn, mang đến sự êm ái rất là tuyệt vời. Đặc biệt, mình còn cảm nhận được chúng có độ đàn hồi rất là tốt. Lần đầu tiên mà mình được nhìn vào bộ ghế sofa, mình đã ngồi thử thực tế và mình đã tự thắc mắc rằng tại sao chúng lại êm cũng như chúng lại có độ đàn hồi đến thế. Và mình cũng có hỏi được những nhà sản xuất của Fernibuy. Sản phẩm có sử dụng lò xo đàn hồi kết hợp cùng với dây chun. Chính điều đó đã mang đến sự thoải mái và dễ chịu nhất cho mình khi ngồi trên ghế sofa. Chúng thực sự rất là tuyệt và mình tin rằng đây là một trong những sản phẩm tuyệt vời nhất dành cho không gian phòng khách gia đình. Đặc biệt là mình ngồi trên ghế sofa, mình cảm thấy chúng rất là rộng rãi và thoải mái. Những người có thân hình to cao hơn mình, ví dụ có khoảng độ tầm từ 60 đến 70 cân, thì việc ngồi ở trên ghế sofa cũng rất là thoải mái và dễ chịu, sẽ không có cảm giác bị chật chội hay bí bức nữa. Mình sẽ tựa lưng vào đây để cảm nhận. Khi mình tựa lưng vào đây, mình cảm thấy khá là thoáng và mát, thì chắc hẳn là bạn nhìn ở phần lưng ghế. Mình hay gọi phần lưng ghế này được thiết kế thành dạng hai lớp, nó chia được hai này, mình hay gọi nó là hai lớp. Đặc biệt ở phía lớp dưới này được thiết kế giống như thành những chiếc gối, đang mang đến sự thoải mái và dễ chịu cho mình khi ngồi. Đặc biệt thì với kiểu thiết kế như thế này cũng giúp lưng của mình không bị ra mồ hôi khi tựa lưng. Với phần lưng ghế được thiết kế có độ cao vừa phải đã giúp bộ sofa và form sang trọng của chúng. Tuy nhiên thì với phần lưng ghế này, mình sẽ không thể nằm trực tiếp và ngả lưng ra ghế sofa. Nó không thể đỡ được cổ của mình. Nên nếu bạn muốn nằm và ngả lưng ra ghế sofa, đấy cũng là điều có thể được. Bạn có thể ngồi chếch ra phía ngoài, nằm từ từ và ngả lưng ra ghế sofa để tận hưởng sự thoải mái và dễ chịu. Chúng mang đến cảm giác rất là tuyệt vời. Đặc biệt là mình có cảm giác giống như mình được massage một cách toàn thân vậy, rất là tuyệt vời. Như bạn có thể thấy, hai bên tay vịn của sofa được thiết kế bản rộng và thấp.
Bên cạnh việc thiết kế này sẽ mang đến sự sang trọng, đồng thời cũng giúp bộ sofa trở nên rộng rãi hơn kích thước vốn có của chúng. Thì mình tin chắc rằng bạn cũng đang nghĩ đến việc chúng sẽ giống như những chiếc gối. Bạn hoàn toàn có thể nằm dọc theo chiều dài của ghế sofa, từ từ và tận hưởng sự thoải mái và dễ chịu. Thậm chí là mình nghĩ rằng bạn có thể đi vào những giấc ngủ ngắn trực tiếp trên chiều dài của ghế sofa. Thực sự rất là tuyệt vời. Nếu gia đình của bạn có thói quen sẽ ngồi cùng nhau xem những bộ phim dài tập mà mình yêu thích, hay cùng nhau trò chuyện vào mỗi tối, hoặc là bạn muốn nằm đọc sách trên ghế sofa, thì hãy tận dụng phần chữ L này của bộ sản phẩm. Với dạng bản rộng của phần chữ L là 75cm, đã tạo cho bạn một vị trí dạng ngồi thoải mái. Đặc biệt chúng có chức năng giống như một chiếc ghế thư giãn. Bạn hoàn toàn có thể ngồi và duỗi dài chân ở trên chiều dài của ghế sofa, nằm nghỉ ngơi và thư giãn hoặc xem những bộ phim dài tập mà mình yêu thích. Đặc biệt là các thành viên khác trong gia đình của mình cũng có thể ngồi dọc theo chiều dài của ghế sofa hoặc là nằm theo chiều dài của ghế sofa rất là thoải mái. Hay bạn cũng có thể nằm ngả lưng ra ghế sofa và đi vào những giấc ngủ ngắn và thư giãn, giảm stress sau những giờ làm việc căng thẳng mỏi mệt. Với một bộ sofa như thế này sẽ phù hợp cho những gia đình có từ 4 đến 6 người ngồi là hoàn toàn thoải mái, rất là dễ chịu. Nếu bạn đang lo lắng nên việc ngồi lâu, ngồi đông như vậy thì sẽ bị gãy ghế sofa hoặc là có vấn đề về bộ khung của sản phẩm, thì bạn cũng đừng vội. Bộ sản phẩm được sử dụng toàn bộ bằng phần khung gỗ tự nhiên đã được xử lý bằng công nghệ để đảm bảo sự chắc chắn trong quá trình cả nhà sử dụng. Vì vậy mà khi lũ trẻ của bạn có hay nô đùa hay là nghỉ ở trên ghế sofa thì bạn cũng không cần phải quá lo lắng về việc sẽ bị sập ghế sofa. Khi mình sờ vào lớp vỏ bọc da này, mình cảm thấy chúng rất là mềm, mịn, rất là dễ chịu. Nên khi mà mình ngồi trên ghế sofa này, mình cảm thấy rất thoải mái. Đặc biệt là với chất liệu vỏ bọc da này, chúng còn có độ đàn hồi rất là tốt. Bên cạnh sự êm ái như thế mà khi mà mình đứng lên, nó đã nhanh chóng trở lại vị trí như ban đầu, để chứng tỏ được rằng bộ sản phẩm có chất liệu vỏ bọc da, có độ đàn hồi tốt như thế nào.